Xin chào các bạn, như các bạn đã biết thì năm 2013 là một năm đánh dấu cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các hãng sản xuất điện thoại lớn trên thị trường di động. Rất nhiều siêu phẩm được ra mắt với nhiều cải tiến mang tính đột phá, đó là đẹp trong thiết kế và vượt trội trong cấu hình. Và hôm nay trên tay mình đây chính là hai trong số những siêu phẩm đó, Xperia Z của Sony và Vega Iron của Pantech Sky. Có thể coi đây là hai thiết bị có thiết kế đẹp nhất tại thời điểm hiện tại. Và hôm nay mình xin gửi tới các bạn video so sánh đánh giá chi tiết hai smartphone này. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên về thiết kế, sự cân đối bởi bố cục bài trí nằm trong khuôn hình chữ nhật với tỷ lệ gần với 16:9. Đây có thể coi là tỷ lệ đẹp nhất của hình ảnh. Hai thiết bị sử dụng thiết kế hoàn toàn phẳng ở các mặt lập phương, tạo ra cái nhìn sang trọng và cứng cáp. Mình xin chia sẻ với các bạn về cảm giác thực tế một chút. Cùng là màn hình 5 inch, nhưng với công nghệ viền siêu mỏng Zero Benzen thì thân máy của Vega Iron cầm gọn và đầm tay hơn, dễ dàng thao tác thoải mái bằng một tay, từ cạnh này sang cạnh kia của màn hình. Xperia Z thì vô cùng là khó khăn, nhất là khi phần trên và phần dưới của Xperia Z khá thừa, khiến cho thân máy dài và rộng hơn đáng kể. Trọng tâm của Xperia Z cách xa lòng bàn tay, bản to, vuông và mỏng nên cầm chúng trên tay thì khá là cạnh. Và khi đút túi quần Xperia Z đối với một số người cũng là điều khá khó khăn. Vega Iron ăn điểm ở thiết kế nhỏ gọn với cùng kích cỡ màn hình. Nhưng Xperia Z lại vượt trội hơn bởi sự sang trọng trong thiết kế unibody, phủ chất liệu kính cả mặt trước và mặt sau. Trong khi đó, Vega Iron mặt sau bằng vỏ nhựa khá đẹp, nhưng không tạo cảm giác thích như cầm trên mặt kính của Xperia Z. Điểm phá cách trên thiết kế của hai sản phẩm này vô cùng là ấn tượng. Vega Iron với góc vát được thiết kế bằng chất liệu đá quý làm đèn led phát sáng. Trong khi đó, Xperia Z với nút nguồn kim loại được thiết kế vô cùng kiểu cách. Thì đây chính là những đột phá tạo nên những điểm nhấn của hai thiết bị. Bởi điểm nhấn luôn hướng tới cái thưởng thức của người dùng, nghĩa là những tiện ích mà người dùng hay sử dụng nhất. Và các bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng một ngày các bạn bấm thứ nguồn bao nhiêu lần? Hay một ngày bạn nhận được bao nhiêu cuộc gọi và muốn nhìn thấy điện thoại báo hiệu một cách sinh động? Thì ở điểm này, cả hai hãng đã làm rất tốt những điều đó. Tuy nhiên thì không có gì là hoàn hảo, và nhược điểm luôn đến từ chính những ưu điểm đó. Xperia Z chống nước nên các cổng của nó bị bịt kín, các bạn sẽ cảm thấy không tiện dụng nếu là người thường xuyên phải thay sim hay cắm tai nghe và sạc pin. Thao tác trên Xperia Z chắc chắn sẽ mất thời gian hơn. Ở cạnh viền gần màn hình này sẽ là chỗ để bụi bẩn bám vào, và nếu bạn lý luận sẽ rửa Xperia Z thì đó là điều hoàn toàn nguy hiểm. Vega Iron với khung viền thép cực kỳ chắc chắn và cứng cáp thì giờ đây nó lại chính là một nhược điểm, bởi vì nó khiến cho máy khá nặng, đôi khi cầm hơi mỏi tay. Mặt sau của máy là nhựa trơn. Lẽ ra hãng nên thiết kế vân chống xước như trên các sản phẩm của LG, bởi vì đối với những máy có thiết kế đẹp, việc dùng thêm ốp lưng hay bất kỳ phụ kiện bảo vệ nào thì đều làm mất đi sự đẳng cấp vốn có của nó. Về màn hình, đánh giá tổng quan về màn hình của hai máy thì mình dành cho Xperia Z một từ là nét và Vega Iron đó là một từ đẹp. Cả hai cùng sở hữu màn hình cảm ứng 5 inch, mặc dù màn của Iron chỉ đạt độ phân giải 720p, không đúng như kỳ vọng, nhưng sự khác biệt với màn hình Full HD của Xperia Z lại không đáng kể do giới hạn phân biệt độ mịn của mắt người. So sánh về màu sắc của hai công nghệ màn hình này một chút, thì Vega Iron hay Sky nói chung có đặc điểm nổi bật của màn hình APS, nghĩa là màu sắc chân thực, dễ dàng cảm thấy tông màu trắng của Vega Iron chuẩn hơn màu trắng trên các dòng Sony, vốn hơi bị vàng đục. Điều này các bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Góc nhìn rộng của công nghệ màn hình APS đã đánh bại hạn chế về góc nhìn của công nghệ màn hình TFT. Thực tế thì nếu nhìn ở góc nhìn rộng, màu ảnh hiển thị trên Xperia Z sẽ dần bị phủ trắng bởi giới hạn này. Công nghệ màn hình in-cell kết hợp với thiết kế không viền làm cho hình ảnh hiển thị trên Vega Iron vô cùng là nổi bật. Khi các bạn nhìn nghiêng thì sẽ không thấy khoảng cách giữa màn hình và tấm cảm ứng, dường như chúng đã được nhúng thành một. Điểm này đã hạn chế được phần nào độ phân giải chỉ có 720p của Vega Iron. Sony Xperia Z sử dụng công nghệ Bravia Engine 2. Công nghệ độc quyền này thể hiện rõ nét nhất khi bạn chụp một bức ảnh và xem lại chúng. Các gam màu đỏ hay màu xanh được bổ sung làm bức ảnh trở nên vô cùng sống động, và với nhiều người sẽ cảm thấy hơi thái quá, nhưng quan trọng là nó tạo cảm giác được độ sâu và chi tiết của hình ảnh. Điều này thì màn hình APS trên Sky hay LG thì chưa làm được.
Về camera, cả hai thiết bị đều sở hữu camera lên tới 13 megapixel. Với Xperia Z thì nó sử dụng cảm biến X1 RS của chính Sony sản xuất. Với ứng dụng camera có rất nhiều tùy chỉnh phong phú, thì gần như đây có thể coi là một máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với những người mới làm quen thì lại khó tiếp cận với các tùy chỉnh này. Để khắc phục vấn đề này thì Sony đã bổ sung tính năng tự động cao cấp, thì máy sẽ tự động phân tích các điều kiện như ánh sáng, màu sắc hay khoảng cách của môi trường để chụp ra những bức ảnh với thông số phù hợp nhất. Từ lâu mọi người vẫn cho rằng camera của dòng Sky chụp xấu, nhưng thực tế thì không phải vậy. Điểm yếu của dòng Vega duy nhất đó là khả năng bắt nét rất chậm và chế độ chống rung không được tốt. Nghĩa là khi chụp ảnh các bạn cần chạm tay để lấy nét và tránh để rung tay thì bức ảnh chụp ra sẽ rất là đẹp. Camera của Vega Iron cũng được bổ sung thêm nhiều tính năng đặc biệt như Intelligent Auto hay Panorama. Các tính năng này được sắp xếp rất đơn giản và dễ sử dụng hơn Xperia Z rất nhiều, song tính chuyên nghiệp hay các thiết lập chuyên sâu lại chưa thể bằng. Về chất lượng hình ảnh thì Xperia Z là một thiết bị cao cấp nhất hiện nay của Sony, nên khả năng chụp ảnh của nó cũng tỏ ra vượt trội hơn so với Vega Iron, đặc biệt là về độ nét khi chụp. Hình ảnh hiển thị vô cùng chi tiết. Tuy nhiên cũng có một hạn chế, đó là camera cho màu sắc hơi trầm và có xu hướng ngả sang ánh hồng với những vùng có màu đỏ. Trong khi đó, camera của Vega Iron chụp ngoài sáng rất tốt, màu sắc trung thực rõ ràng. Tuy nhiên khả năng bắt nét chậm khiến những bức ảnh chụp ra hay bị rung. Ở ngoài điều kiện ngược sáng hay thiếu ánh sáng thì hình ảnh còn bị hạt nhiễu. Sony Xperia Z được trang bị viên pin dung lượng lên tới 2330 mAh, nhỉnh hơn so với Vega Iron một chút. Trong điều kiện sử dụng bình thường thì thời lượng pin của Xperia Z vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta từ 1 đến 2 ngày mới cần phải sạc pin. Tuy nhiên thì trải nghiệm thực tế của mình chưa bao giờ máy vượt quá được 1 ngày. Bởi một thiết bị hỗ trợ giải trí đa phương tiện mạnh mẽ như vậy, ngoài nhu cầu nhắn tin nghe gọi thì những ứng dụng như lướt web, chơi game hay xem phim luôn là nhu cầu thiết yếu với người sử dụng. Với màn hình Full HD và bộ vi xử lý tốc độ cao thì viên pin 2330 mAh của Xperia Z cũng chỉ đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta trong vòng 1 ngày mà thôi. Tuy nhiên thì Sony lại bổ sung cho Xperia Z thêm một tính năng vô cùng đặc biệt, đó là chế độ Stand Minor Mode. Thì đây là chế độ cho phép người dùng tắt một số ứng dụng khi khóa máy, và khi các bạn mở máy lên thì các ứng dụng này sẽ tự động hoạt động trở lại. Viên pin 2150 mAh trên Vega Iron có thể coi là một nhược điểm lớn, bởi nó chỉ bằng thông số trên Vega S5 đã ra mắt từ khá lâu. Tuy nhiên sử dụng thực tế thì đó lại hoàn toàn ngược lại. Vega Iron sở hữu một cấu hình mới và những cải tiến mới trong hệ điều hành giúp máy tiết kiệm năng lượng hơn. Trải nghiệm thực tế trong vòng 1 ngày mình có nghe gọi, thi thoảng có chụp một vài bức ảnh với chế độ màn hình để độ sáng tự động, thì sau khoảng 11 tiếng mình dùng máy thì thời lượng pin còn lại là 29%. Và khi mình sử dụng thêm 1 tiếng 30 phút vào mạng bằng 3G thì máy báo pin yếu dưới 10%. Và theo thời lượng ánh sáng màn hình sấp xỉ 5 tiếng rưỡi sử dụng. Có thể nói pin của Vega Iron được đánh giá ở mức tốt, đáp ứng hoàn toàn cho chúng ta sử dụng nhu cầu trong vòng 1 ngày. Hơn nữa, máy có hỗ trợ 2 pin nên các bạn sử dụng hoàn toàn yên tâm. Về giao diện tùy chỉnh trên Xperia Z không quá phức tạp, nhưng vẫn theo phong cách riêng biệt của dòng Xperia, đó là đẹp và tinh tế. Xperia Z sở hữu nhiều widget chuyên dụng như trình nghe nhạc Walkman, các tùy chỉnh kết nối hay mạng xã hội. Một điểm khá hay nữa trên Xperia Z đó là một chương trình gồm các ứng dụng nhỏ mang tên Small App để truy cập nhanh mọi lúc mọi nơi, tương tự như Mini App trên tablet của Samsung. Theo mặc định thì Sony cung cấp cho các ứng dụng nhỏ này bao gồm máy tính, đồng hồ, ghi chú, sau người dùng có thể thêm các ứng dụng khác nếu muốn cài đặt. Trên Vega Iron sử dụng giao diện Vega UX tùy biến trên nền Android 4.1.2 với tiêu chí không chỉ đẹp mà còn mang lại sự tiện dụng cho người dùng. Trên máy sở hữu hai giao diện chính, một trong số đó chính là giao diện đơn giản Simple Mode. Giao diện này cực kỳ hữu ích nếu bạn biết bài trí và sử dụng với những nhu cầu công việc thiết yếu. Bạn có thể xem ngày giờ, lịch làm việc, thời tiết hay xem ảnh, cũng như truy cập nhanh để vào web, vào các ứng dụng yêu thích hay gọi các số liên lạc hay dùng. Còn giao diện gốc của máy thì với rất nhiều tùy biến và luôn đem lại cho người sử dụng những điều mới mẻ nhất. Về cấu hình hiệu năng, với cấu hình thông đại khủng trong các sản phẩm chạy hệ điều hành Android hiện nay, giúp Xperia Z hoạt động trơn tru và hiệu quả. Máy được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ S4 Pro nhân crash xung nhịp 1,5 GHz cùng với nhân đồ họa Adreno 320 tiên tiến. Tuy nhiên hiện nay thì các thiết bị của LG hay Samsung đã được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 600 mạnh hơn của Xperia Z rất nhiều.
song với chip S4 Pro đã là quá đủ để chạy những game nặng nhất hiện nay. Máy được trang bị bộ nhớ RAM lên tới 2GB, tương đối dồi dào để các bạn chạy đa nhiệm. Bộ nhớ trong của máy là 16GB và có thể hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên tới 64GB, vì vậy các bạn có thể lưu trữ hoàn toàn thoải mái. Còn Vega Iron có thể nói sở hữu cấu hình gần như mạnh nhất hiện nay. Với chip xử lý Snapdragon 600 lõi tứ với dung dịch 1.7GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong lên tới 32GB. Nhưng thực tế trải nghiệm và cảm giác mượt mà từ S4 Pro lên S600 không có gì khác biệt. Có lẽ tốc độ tải trang web, các thao tác vuốt trượt giao diện đã đạt đến yêu cầu tới hạn về độ mượt, và dù phần cứng có nâng cấp thêm nữa thì hầu như cũng không thể nhận ra. Một điểm nữa mình muốn nhấn mạnh với các bạn đó là Vega Iron chạy đa nhiệm rất mát. Mình dùng máy khá lâu và máy chỉ ấm lên một chút và không nóng như một số thiết bị khác. Máy khi chưa khởi chạy các ứng dụng thì RAM chống khoảng 1.1GB. Như vậy thì các giao diện cũng như ứng dụng hệ thống chạy khá là nhẹ. Và sau đây mời các bạn cùng xem điểm so sánh benchmark của hai thiết bị này. Có thể nói thì về cấu hình Vega Iron vượt trội hơn so với Xperia Z một chút do cải tiến chip S600 so với S4 Pro. Song với những trải nghiệm thông thường thì thực sự không thể nhận ra điều này. Và hy vọng sau video này các bạn sẽ có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích có thể like Facebook cũng như subscribe YouTube D Channel của Di Động Thông Minh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn.